Rất tự ngạo. Gái về quê sớm sớm. À, bà hai không ở đây với con gái bà hai. Bà hai về quê làm chi bà hai ơi? Ôi về quê. Ở đây nó mắng giết bà, 7 đứa con. Rồi giờ sao giờ? Bây giờ nó không thương phải dân tranh. Ai thương vợ thiệt bằng như tôi. Cháo heo cô nấu rồi nồi. Ủi cô bữa là nồi không gặp gì chưa. Giờ tôi nắng rồi nó lấy dòng nó rưa. Nó bắt tôi về chán nắng mưa phải dọc. Những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay con đi với kênh của chú Hai Mùng Vlog đây cô chú anh chị, kênh em trai là Thiện Tâm. Chú Hai, chú chia sẻ giúp con là hoàn cảnh bà cụ sống trong căn nhà này như thế nào chú Hai? Bà cụ này 90 mấy tuổi rồi con, gần 100 rồi. Bà cụ ở đây là thị xã Cái Năm. Yeah. Bà cụ sống với người con gái. Yeah. Bà cụ khổ lắm. Yeah. Thì bà cụ cũng bệnh nhiều, nó lớn tuổi rồi. Yeah. Còn người con thì mỗi lần làm bánh tằm thì bán rồi nuôi bà, mà cỡ này thì lo cho bà không à. Bởi vì cũng gần để chú chạy tới chạy lui về nhà con xuống giúp á. Yeah. Con cảm ơn chú Hai nhiều. Thì ở hình ảnh bên trong đây cô chú anh chị, thì con vô thì thấy bà nằm chỗ ở giường hồi trước á, là cũng lâu lắm rồi con với chú Hai có ghé thăm chú Hai ha. Đúng rồi. Thì lúc đó là bà còn khỏe, bà nói chuyện được. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì bà nằm luôn cô chú anh chị. Còn câu chuyện như thế nào con xin mời ông bà cô chú anh chị tiếp tục video ngày hôm nay ạ. Dạ. Vô con. Bà ngủ rồi cô chú anh chị. Bà Hai ơi, lần trước rồi con đến rồi bà còn khỏe khỏe cô chú anh chị, lần này bà ốm quá trời luôn này. Con xuống con thăm bà Hai nè. Bà Hai khỏe không? Cái gì? Bà Hai khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Bà Hai ăn cơm chưa? Chưa. Chưa hả? Ai vậy? Con cô cháu bà Hai lại thăm bà Hai nè. Cháu bà. Dạ. Ai vậy? Tốt quá, biết chừng nào đi để sớm. Trời ơi. Bà Hai năm nay nhiêu tuổi rồi bà Hai nói con nghe đi. 97. 97 tuổi rồi ha. À. Bà Hai ở đây với ai bà Hai ơi? Ở với Giang. Dạ. À. Cô đó nấu cơm bà Hai ăn hả? Ờ, nấu cơm. Bà Hai giặt quần áo. Dạ. Bà Hai giờ còn đi đứng nổi không? Không. Nằm vậy đó. Nằm có tiền ngày xưa nó đi mua cà phê uống. Dạ. Không có thì nhìn. À, có tiền thì đưa cho cô đi mua cà phê uống, không có thì nhận. Không có thì nhận. Nhưng mà giờ chưa uống. Nhưng mà giờ chưa uống. Nhìn. Chưa uống hàng chi bà Hai ngủ luôn. Ngủ được. Dạ. Uống cà phê vô mới khỏe hả bà Hai? Trời, uống rồi. Khuya gần đi ngủ, chiều uống cà phê vô ngủ. Dạ. Bà Hai ăn cơm bữa được nhiều không? Ăn nửa chén. Nửa chén bà Hai ha. Hả? Nửa chén. Bà Hai nhớ con không? Hả? Bà Hai nhớ con không? Nhớ chứ. Con là ai? Bà Hai nhớ tên con không? Có. Mà con mấy ngồi quên. Bà Hai quên con rồi. Con hỏi bà Hai nè, hồi đó còn khỏe là bà Hai làm cái công việc gì bà Hai? À. Hồi đó còn khỏe là bà hai làm công việc gì bà hai? Khỏe sàng chén, hai chén. Ui, lúc trước á, rồi lúc này không có. Lúc này ăn nửa chén, có khi đó ăn chén. Dạ. Rồi con bà hai đâu? Hả? Con bà hai đâu con không thấy? Cái gì? Con của bà hai đâu con không thấy? Nấu cô mà. Con của bà hai đi đâu con không thấy? Giang hả? Dạ. Đang ở đây chứ mà. À, con vô con thấy con mình nên bà hai hả? Ờ, con chết. Bà hai muốn ăn gì không? Ngon mắng quá trời ơi. Mắc đi giặt quần áo. Rồi nấu cơm ăn. Nó mắc thì gạch ruộng. Bà hai ốm quá chừng luôn rồi. Nó rước chừng nào. Gái về quê sớm sớm. Về quê ở đâu bà hai? Về quê với âm Phủ à. Về quê với âm Phủ. Nó đau nhất bà hai lắm hả? Một ngày tụng kinh 3 lần. Ngày tụng kinh 3 lần à. Bà hai đọc cho con nghe đi. Đọc cho mà đi về quê. Đọc đặng về quê à. Cái bị khổ Nam Mô Tát, Sa Mô Tát, Sa Quan Âm. Chính từ trời mới tưởng Phật. Cho tôi đi về quê. Bà hai năm nay là 99 tuổi rồi đó. 97. 97 ha. Dạ. Bà hai ngủ ngon không? Ngủ ngon. Ngủ ngon. À, bà hai không ở đây với con gái bà hai về quê làm chi bà hai ơi? Thôi về quê. Ở đây nó mắng giết bà. Về quê. Cho mà ngờ ngờ. Dạ. Ừ. Con lại con thăm bà hai mừng vậy đó hả? Ừ. Cháu bà hai có về thăm bà hai thường không? Hả? Cháu bà hai có về đây thăm bà hai thường không? Không. Không có. Và mỗi lần con cháu lại bà hai mừng vậy đó. Ừ. Mừng nãy thấy bà hai mừng khóc luôn á. Ừ, chú thì đi về rồi. Đâu, đâu. Hồi nào vẫn có. Đến luôn. Đi lại mình gỡ đi. Đi chùa đi đâu. Bây giờ không nói. À, hồi nào mạnh giỏi là có đi chùa đồ này kia nữa. Trời ơi, đi chùa chuyên môn. Dạ. Đi chơi mà 30 quan. Quá này, người nằm trên nóc á. Kêu đi vô, nó đọt ba dưới á. Ôi đọt đâu đọt. Nằm vui chết. Nằm mình lên trên nóc á. Dạ. Trời ơi, lại thăm mừng lắm. Lại thăm mừng lắm. Tuổi thân rồi khóc luôn. À. Dạ. Hồi đó con nhớ là bà hai có làm bánh bán đúng không bà hai? Trời ơi, chuyên môn. Chuyên môn mừng bánh. Dạ. Rồi ổng chết rồi. Còn lại 7 đứa con. Trời ơi. Nuôi 7 đứa con. Rồi giờ sao bây giờ? Bây giờ nó không tương. Bây giờ nó không tương nữa. Tại cô Trúc cứ mất bận công việc. Chiều chiều mới về thăm bà hai. À. Con bà hai đó. Ai? Ban ngày đi làm chiều mới về thăm bà hai. Chứ đâu có bỏ bà hai đâu. À. Phải không bà hai? À. Dạ. Bà hai đừng có nghĩ chuyện vậy đây xong gì mừng lắm. Dạ. Ừ. Năm đó con lại một lần bà hai nói lần sau con lại bà hai làm bánh con ăn. Đi về quê. Trời mà rủ thứ bánh ở trên. Nào bánh sớt, bánh gì đủ bánh. Mà có đủ thứ bánh chứ. Nuôi 7 đứa con à. Dạ. bây giờ không thấy đứa nào chứ. Con Long nó không thèm rời nó mày. Dạ. Long là gì nha. Là mình nên vậy đó. Ờ. Thấy à. Ai ra. Thì có con cháu rồi. Ơi nó cho mày chồng đi mua cà phê uống. Dạ, có tiền con cháu cho thì mua cà phê uống. Ừ. Rồi bình thường bà hai nằm về muốn uống nước bà hai làm sao? Hả? Như cô không có cô ở nhà có mình bà hai rồi bà hai muốn uống nước bà hai phải làm sao? Không biết sao. Nằm chịu vậy luôn. Dạ. Yeah. Rồi chừng nào có con bà hai về mới kêu được bà hai ha. Ừ. Dạ. Yeah. Vậy đứa chết con có đứa ai? Có cả hai đứa. À 7 người con mất hết còn có 2 người thôi. Phải không bà hai? Ừ. Dạ. Yeah. Ừ. Mà đó là bà hai làm bánh bán ở chợ này đúng không bà hai? Ê, bà chuyên môn ở chợ ở Vĩ Sông. Dạ. Bờ Vĩ Sông. Dạ. Cũng mấy chục năm rồi bà hai ơi. Hả? Cũng mấy chục năm rồi bà hai ơi. Chừng đấy à. Dạ, hồi làm bánh tới giờ cũng mấy chục năm rồi đó. 12 giờ chưa à? Giờ này con không biết mấy giờ nữa. Hai nó bụng hay sao? 12 giờ 10 rồi bà hai ơi. Thì tôi nói cha ca. Dạ. Thì tôi nói đúng lắm á. Dạ. Nói 12. À bà hai đoán đúng lắm ha. Năm đây giấy tùy, giấy cổ, giấy sợ. Giấy về quê cho nó về dạng. Thôi ở đây con tới con thăm bà hai về quê, mốt con tìm bà hai ở đâu? Hả? Bà hai ở đây đi, đừng có về quê, đặng con tới con thăm bà hai nữa. Ơi đi về quê ơi, đi về quê. Bà hai đi về quê bằng cái gì bà hai? Đi về quê bằng ba cái miếng dán. Về bằng 3 miếng dán. Con hiểu rồi. Mà trời ơi nói mày thương. Nghe tay 7 chị em chết cái chân. Còn lại có 4 chị em. Dạ. Thì rồi chết 2 đứa nữa. Dạ. Giờ còn có 2 đứa mà con Long nó đi ngang không có ghé. Đi ngang không có ghé. Buồn lắm. Buồn lắm. Mà không biết bữa nào đi nè. Không biết chiều nay mời một. Thôi bà hai đừng có về quê nha. Ừ. Con chú con thăm bà hai thường thường ha. Bà hai chịu không? Ừ. Về đúng rồi. Để khi mà con nó mắng nó ghét rồi là kệ. Hằng ngày cô cho bà hai ăn cơm với gì bà hai? Trời ơi nó ăn bà rồi cá khô khô. Cá khô khô. Với cá muối. Yeah. Cá muối đời ngọc đầu để đó. Với 2-3 muỗng cơm vậy đó. Rồi nó ngắt rồi trôn vô. Khổ lắm con ơi. Cô có nấu canh cho bà hai ăn không? Hả? Con của bà hai có nấu canh cho bà hai ăn không? Nó nấu cơm không á. Nấu cơm không ha? Ừ. Nó đi chiều rồi về nó nấu. Sáng kè nấu. Đôi lần ngày. Sáng kè ta mua mì cà phê với mua bánh mì rồi ăn. Rồi nước cũng toàn này không có mua gian hết. Dạ. Yeah. Bà hai gắng khỏe mạnh giỏi nha. Con xuống thăm bà hai nữa, đừng có về quê con không biết kiếm bà hai ở đâu. Về chắc về quê à con. Về quê đâu chứ. Năm tới bữa này không biết được năm tới bữa. Buồn quá. Bà hai buồn sao bà hai nói con nghe đi. À, buồn con. 4 chị em, 7 chị em Kính chào mẹ gì rồi. Bỏ lại bẫy kia. Ai về tụi nó ngủ nó đi chừng. Cái con không mình nói. Hai chân cô chú anh chị bữa nay bà hai ốm còn xương dưới da không? Ốm bà hai nằm chỗ rồi ăn uống đồ này kia được nhiều không bà hai? Đâu có gì ăn. Yeah. Có tiền có bạc không muốn ăn. Mong gì nè. Trong túi bà hai giờ có tiền không? Không có tiền luôn hả? Ngõ có ai ở đâu đi vô mua cà phê, cho tiền mua cà phê đủ. À, bây giờ bà hai cần có tiền ha. Không. Sao vậy? Khô này. Với em nhận tiền nhập bây giờ khô. Có tiền mới có mua được cà phê uống bà hai ơi. Hả? Bà hai muốn có tiền không? Muốn chứ. Muốn chứ. Muốn mua cà phê. Mua cà phê uống. Ngâm đây uống cà phê ngón ngoài lộ. Ngâm cà phê đây uống cà phê ngón ngoài lộ nhìn xe chạy bà hai ha. À. Yeah. Hình như là bà hai tới cử uống cà phê mà chưa có cà phê nên bà hai ngủ luôn đó, chị. Phải không bà hai? Một ngày uống 3 lần à. Ngày uống 3 lần. Là hình như là tới 12 giờ là bà hai uống đúng không? Hình sáng sáng uống lần. Dạ. Cái bây giờ uống lần. Dạ. Cái chiều uống lần. À mà bây giờ chưa có cà phê. Yeah. Nãy con vô thấy bà hai ngủ luôn. Hồi sáng giờ chưa đâu. Yeah. Tối bà hai ngủ với ai bà hai ơi? Ngủ đây nè. Bà hai ngủ một mình hả? Là con với con bà hai? Dạ ngủ đó. À con bà hai ngủ ở dưới đất còn bà hai ngủ ở trên vạt ha. Nó dạ ngủ đó. Dạ. Đây. Nhà bà hai á trời mưa có bị dột không bà hai? Dột. Dột ha. Dạ. Yeah. Con thấy ton bà hai hư trơn rồi. Bà hai không kêu con bà hai lợp lại. Hả? Bà hai không kêu con bà hai sửa lại cái nhà. Tôi làm kêu lại chi? Cho nó đừng có dột bà hai ơi. Thôi. Vô coi cái đi về về rồi. Quê trong lại 90 à. Sao bà hai đòi về quê hoài vậy bà hai? Ở đây uống cà phê. Ở đây uống cà phê đừng có về quê bà hai ha. Đi tới căn tới số đi về quê. Tới căn tới số là về quê. Khổ đời người, khổ cô chú anh chị. Sinh lão bệnh tử mà khi mà những bà cụ lớn tuổi như bà hai. Bà hai nói vậy thôi chứ thật ra là bà hai 99 tuổi rồi cô chú anh chị. Và Tết này nó là 100 đó. Nhưng mà do là ở tuổi lớn như bà hai giờ ăn uống cũng khó khăn này kia. Ăn không biết ngon, nhiều ông bà cô chú con tới, ông bà cô chú ăn không ngon. Tôi biết làm sao không? Dạ. Người ta cho sao? Cái tên của cái này. Mà nhét thầy giấu ha. Giấu để anh uống, biến tôi, nó không có tiền, nó đâu có mua. Trời, cho tiền là nhét này giấu. Mà. Nhiều ông bà hai, nhiều ông cho con coi được không? Chú này hỏi bà hai có tiền ở đây không? Chú hai chú hỏi bà hai có tiền ở đây không? Ai? Chú hai hỏi bà hai giờ có tiền không? Phải à? Chú hai, chú này ở Trà Cú á. Không có. Không có. Mà thế là rất là. Yeah. Hỏi là có cà phê chưa à? Có rồi mà không có đủ xài. Chưa hết rồi, giấu. Dạ. Bà hai có muốn ăn gì nữa không? Con chạy lại chợ con mua nha. Không. Không muốn ăn gì. Không không có ăn gì hết, là chỉ muốn cà phê thôi. Uống cà phê không. Dạ. Yeah. Để tí nữa con tìm con của bà hai về đó. Hả? Để tí nữa con tìm con của bà hai về đó. Rồi con mua cà phê rồi con kêu cô làm cho bà hai uống nha. Uống cà phê vô cho khỏe. Khuya cái kêu là kêu Giang ơi, thích ngủ pha cà phê uống. Nó nói chừng ngày uống ngủ đi. À, là giấc khuya bà hai hả? Đây. Chừng ngày uống gì ngủ đi. Rồi á, ở trong nhà này bà hai có bị hầm hì nực nổi gì không? Con mua cà phê về rồi, có cà phê rồi. Có cà phê rồi bà hai ơi. Dạ chưa gì hả? Dạ chưa, nãy giận đi mua cà phê, mua đồ cho bà hai. Dạ trời. Bà hai mừng không? Dạ. Bà hai mừng không? Mừng chứ. Mừng ha. Có cà phê ha, uống là bà hai mừng ha. Dạ. Nãy giờ nửa đêm con kêu. Nãy giờ bà hai tưởng con về rồi hả? Về rồi. Con về con phải nói bà hai tiếng con mới về chứ, đúng không bà hai? Con phải thưa bà hai con mới về. Rồi có cà phê rồi con muốn gì nữa không bà hai? Bà hai có muốn ăn gì nữa không? Bà hai làm biết nói chuyện. Bà hai kể chuyện hồi xưa con nghe đi. Hả? Bà hai kể chuyện hồi xưa con nghe đi. Trời ơi, mệt quá. Hồi xưa bà hai làm gì đó? Trời ơi, đủ thứ, không có cái gì mà chưa. Dạ. Yeah. Bán trên bờ, bán dưới sông. Dạ. Yeah. Bán cái gì bà hai? Bán bánh tằm, bánh bèo. Bánh tằm, bánh bèo. Nước. Hồi đó bán ngày lời được nhiều tiền không bà hai ơi? Hồi đó bà hai bán ngày lời được nhiêu tiền? Trời ơi, bán nuôi 7 đứa con. Dạ. Ông chết rồi còn 7 đứa con. Mình nuôi, bán rồi nuôi nó đó. Dạ. Rồi bây giờ nè, bây giờ tháng bà hai được lãnh bao nhiêu tiền? Thì vậy sống còn như vậy hả? Dạ, tháng bà người ta cho bà hai được nhiêu tiền? Không có cắt. Không có cắt nào hết trơn. Rồi muốn ăn bánh này sao mua ăn bà hai ơi? Không có. Tiền đâu ăn. Không có là nhịn luôn. Sáng cái nó mua cả cà phê uống. Rồi có tiền là mua bánh mì. À, mua bánh mì. Có mua cà phê không. Vì nãy giờ nó về rồi. Nãy giờ tưởng con về hả? Không có cà phê là bà hai ngủ hoài vậy đó hả? Không có nằm chơi quá đâu. Có cà phê vô thì tỉnh lại. Ngồi con nghĩ có cà phê chắc bà hai kể chuyện con nghe nhiều lắm. Có cà phê rồi không có về quê nữa nha. Ban đêm ngủ nhớ niệm Phật nha bà hai. Ngủ đều. Mỗi đêm luôn. Bà hai nghe tiếng gì không? Nghe tiếng đập nước đá không? Có hôm nghe được. Ai kêu nguồn số gì quên. Chúng được cây. Chúng như bà hai? 500 bạc. Bà đâu rồi. Người ta kêu bà hai hả? Mày. Trời ơi. Lâu chưa bà hai? Lâu bao lâu rồi? Lâu rồi. 7 giờ không có kêu nữa. Con hỏi bà hai này, giờ bà hai mong muốn điều gì nhất bà hai ơi? Bà hai mong muốn điều gì nhất? Bà hai muốn cái gì bà hai nói con nghe đi, muốn mong muốn được cái gì bà hai? Bà hai có lúc nghe lúc không cô chú anh chị. Nhanh đi cô ơi, nhanh đi đem cà phê lên, bà hai tới giờ uống cà phê rồi. Gần có cà phê bà hai ơi. Dạ. Rồi bà uống làm sao cô? Rồi bà nằm uống hay sao? Cô... uống cà phê xong kể chuyện con nghe nha. Ơi. Sao vậy? Mà uống cà phê vô khỏe rồi. Có cà phê khỏe. Cà phê vô ngủ. Con cháu lại chơi bà hai ngủ gì bà hai? Dễ gì ngủ. Dễ gì ngủ. Cô lên ngồi trên đó để đút cho bà uống cho ông bà cô chú xem. Là bà hai chia sẻ con là mỗi ngày bà hai uống 3 cữ cà phê vậy hả cô? Có cà phê, uống cà phê rồi. Mà không có bà cà phê là bà hai ngủ suốt vậy đó hả? Dạ. Cô cho bà uống đi. Cà phê nào á? Cà phê bà hai ơi. Dạ. Có cà phê gì nước lạnh chơi. Từ từ đi qua cho bác thờ bà hai thở cái đi cô. Trời ơi. Trời ngon quá. Rồi, bà hai tỉnh rồi, khỏe rồi đó. Rồi khỏe rồi kể chuyện con nghe đi. Biết chuyện gì vậy trời? Chuyện gì hồi xưa đó. Kể được một tháng chưa hết. Thôi giờ kể một chút thôi, không kể một tháng. Cô hỏi bà có biết con không cô? Má biết cậu Nghĩa không? Má biết cậu Nghĩa không? Bỏ ổng xuống đó. Ổng xuống cho má tiền đó. Hả? Biết không? Bữa nay là nãy gì? À, bữa nay lại đó. Cũ á. Chứ không phải em. Bỏ ổng xuống cho má tiền đó. Với cho má gạo á. Với cho má thuốc áo đồ đó, má nhớ không? Hả? Nhớ không? Đi cho má gạo á. Cậu phải là không có pha nữa thì bữa nay ra cậu ơi, bữa nay cậu đem xuống cho nữa đó. Má có mang ơn không? Nhớ ơn không? Hả? Má ơn nhiều không? Có nói đi. Gì? Có không? Cậu đem tiền xuống cho chú quà đó đó. Ôi. Nè. Cho tiền má mua phê uống đó. Cho tiền má mua phê uống đó. Má nhớ không? Bà hai nhìn thấy mà. Hả? Ơi sao nổi lét à. Giờ chơi xe xì vắng trăng. Phải tay xe dạo bằng sự thật này tôi. Bà nói vậy cô? Nấu ra sao tôi nấu lối nổi. Tôi chưa lên nổi. Không dám đi chưa. Giờ tôi ăn rồi tôi lên giọng nói nữa. Nó bắt tôi dễ chán nắng mưa bày giặt. Tôi dành tôi tự không tập. Thì tôi pha nước, tôi dọc tập. Sắm sữa rửa mặt rửa mãi sao giờ tôi. Bữa là bà hai nói gì vậy bà hai? Con Nghĩa xuống đó. Bà hai mới nói gì vậy? Nó nói gì vậy? Cái gì? Má nói gì vậy? Không nghe à? Không, dạ không, bà nói lớn lên chút con mới nghe. Nãy giờ chơi trái thị ăn trăng. Ở tại xuyên vợ thiệt bằng như tôi. Cháo heo tôi nấu rồi nồi. Cuối tôi bữa lần nồi. Không dám nghĩ chưa. giờ tôi ăn rồi nó lấy giọng nó lừa, nó bắt tôi rửa chén nắng mưa bày dập. Tôi dân tôi chửi lầm thầm, chửi rồi tao chửi ba nước tao chửi rồi gặp thao chửi sang chậu tao bây giờ tôi ăn. Hay quá, bà hai nói tiếp đi. Con chưa nghe. Uống miếng nữa đọc bài thơ nữa con nghe. Uống miếng nữa đi. Đây đây cà phê đây. Uống đi, uống mà đọc thơ đi. Một cà phê còn miếng nữa đi. Miếng ấy miếng kia cũng chưa nghe. Rồi, đọc cho con nghe bài thơ đi. Thôi, mệt quá. Cái bài nãy đó. Cái gì nấu tấm heo đó bà hai. Bài bà hai mới đọc đó. Mệt quá. Uống cà phê vô khỏe rồi. Uống cà phê vô ngủ. Vô ngủ. Con chưa về mà. Con chưa về ba ngủ gì. Con Nghĩa chưa về mà. Chưa về má ngủ gì hả? Đem ra con Nghĩa cà phê má nó má mang ơn không? Nhớ ơn nhiều không? Hả? Nó lớn lên mới được. Nó mang ơn rồi nó lớn lên mới được. Con muốn nghe bài thơ hồi nãy. Mà hai đọc lại một lần nữa đi, con năn nỉ đó. Giờ chơi với Phỉ Văn Trang. Ít ai xương vợ tuyệt bằng như tôi. Cháo heo cô nấu rồi nồi, buổi tôi bữa lật nồi không dám tìm chưa. Giờ tôi nắng rồi nó lấy giọng nó đưa, nó bắt tôi người chán nắng mưa bậy dầm. Tôi dần tôi chửi lắm, chửi rồi tay tôi ta nước, tại tôi gặp thâu xong chửi đầu tao cho vợ tôi mà. Hay quá bà hai ơi. Nắm tay con nè. Bà hai ở đó đọc thơ nhiều lắm hả? Qua cùm tay. Qua cùm tay. Ôi ôi. Cùm tay này bự quá. Ôi ôi ta. Hồi trẻ bà hai cũng cùm tay bự vậy đó. Tay tay. Ngoài cây giống nằm. Dạ, yeah. Con ở đây nói chuyện bà hai hồi con về nha. Yeah. Ổng hứa với con á, lần này xuống làm bánh tành tầm đãi con, mà lần này xuống không làm rồi. Lần sau con xuống ngồi vậy làm bánh tầm con ăn nha. Ngày trời không, chắc không làm quá. Chắc không làm quá. Sao vậy bà hai? Đi rồi, đi về rồi. Gì đâu bà hai ơi. Đi về ông Tì. Thôi ở đây bà hai về rồi, cô này ở với ai? Với cô này nè. Ở lại đây mạnh giỏi, không có về âm ty bà hai ha. Ở đây có cà phê uống mỗi ngày nè. Có cơm mỗi ngày nè. Bà hai nhìn thấy con không? Hả? Bà hai nhìn thấy con không? Thấy cái dạng thấy. Thấy cái dạng thôi ha. Dạ, chứ không thấy người, hết thấy rõ rồi. Tay chân đâu rồi? Tay chân con là sao? Bà hai nói con nghe đi. Dạ, ông coi tay ơi. Coi đây, coi tay. Ủa bà hai coi tay được hả cô? Bà hai rồi tay ơi, con giàu không? Rồi đón ơi, con có làm giàu được không bà hai ơi? Sao bà hai? Giàu hoài à. Giàu hoài hả bà hai? Thôi, bữa nay con nghe bà hai nói câu này con hết mệt rồi. Ngồi con đưa chú hai vô coi cho bà hai coi luôn nha. Có cà phê uống rồi, không cần ai, không hỏi ai hết. Có quay uống rồi không cần. Thôi hỏi, có cà phê uống rồi thôi hỏi. Rồi vô miếng cà phê nó đi. Cho vô cà phê nó cô ơi. Cô cho uống từ từ thôi, từ lần ít nách về con. Nãy con thấy bà quá trời uống mà cái nãy uống cạn cái ca luôn cô chú anh chị. Bà không ơi ghê. Bình thường cô tới cử cô làm sẵn cho bà đi. Để bà chờ tội nghiệp bà. Có nãy một tủ. Dạ. Nãy con lại cô đi mua cà phê hả? Đi mua cà phê chú. À là nhà mình hết cà phê hả cô? Hết cà phê. À. Hết cà phê rồi mua trà má. À. Con hỏi cô nè, hàng ngày là cô cho bà ăn cái gì cô? Cơm hả cháo? Cơm với cháo. Ăn cơm cháo. Rồi đồ ăn mình làm gì cô ơi? Cá kho. Cá kho. Má ăn cá kho. Bà có đòi cô là mua gì cho bà không? Biết coi tài, biết ai nghèo giàu ai nghèo rồi, bây giờ đâu có thấy cái chị tài mà coi. Vậy bà gờ tay con đi bà coi con có giàu con nghèo. Đâu thấy cái chị tài. Thấy cái chị tài. Cái chị tài là ra ăn này nè, ăn này, ăn bên này giàu, ăn này nghèo, bây giờ đâu thấy. Con ăn bên đây không à? Thấy. Quên làm giàu con ăn. Bà hai mình giỏi nha, ăn gán ăn uống vô, gán ngủ vô. Gán ăn uống nhiều một chút, ngủ ngon chút. Đi giống nằm đó. Nhớ niệm Phật nha. Thôi. Mong ơi là Phật. Tao phải ra bấy cứu khổ, cứu nạn quan trời âm Bồ Tát. Cho Phật trời phù hộ bà hai có nhiều hơn sức khỏe. Mong ơi là Phật. Phật bao, Phật thầy, Phật bà, Phật Thánh, Bồ Tát. Mong ơi là Phật. Sống lâu với con cháu. Ba Phật mẫu. Ba Phật mẫu là đó thôi. Bà nhân tôi lao cực quyền kêu nạch. Bà Phật mẫu giúp dùm 2 tiếng là trời ngoài. Đi về trời nghỉ giảng lên trời bà. Rồi giúp hết trời. Bà Phật mẫu á. Rồi, bà Phật ngẫu rồi sao nữa bà hai? Cô, bà nói là cô không có làm canh cho bà ăn hả? Má ăn cá kho. Cô nói chuyện lớn lớn con ha. Má ăn cá kho. Cá kho. Có canh mà má không ăn, má ít ăn lắm. Ngày hôm qua nấu canh phải ngọt. Ngày hôm kia nấu canh chua, má ăn cá kho. Là bà không chịu ăn hả cô? Rồi có khi nào bà đòi cô là phải làm món gì không? Má kêu nấu cá kho. Dạ. Má ăn. Canh nó ít ăn lắm. Dạ. Tại nãy con hỏi thì bà nói bà không có ăn canh. Rồi con làm cá kho gì đó mà có cá muối nữa. Có cá muối nha. Món cá chim nữa. Dạ. Có cá chim. Với cá kho. Mà hình như là cá muối bà không vừa ý lắm á. Má ăn cá kho mà. Phải không bà hai? Cá muối bà hai không chịu ăn hả? Cá muối bà hai không chịu ăn hả? Cái gì? Cá muối á. Cái gì ăn cũng được. Cái gì ăn cũng được. Cái nào? Có ăn thôi. Có ăn thôi. Tối con ngủ niệm Phật không? Thôi. Có ngủ thì niệm Phật. Ngủ niệm Phật đi. Chín nhiều. À. Tao niệm Phật ra. Niệm Phật cho cậu Nghĩa nghe. Niệm Phật cho cậu Nghĩa nghe rồi. Mong ơi là trời đã bị phụ khổ phụ nạn quan em. Nam mô là trời đã bị phụ khổ phụ nạn quan em Bồ Tát. Nam mô là trời đã bị phụ khổ cứu nạn quan em Bồ Tát. Nam mô là trời đã bị phụ khổ cứu nạn quan Tôi làm người ta mà mua lậu trời lậu đi, cứu khổ cứu hàng làm sao người ta mà mua lậu trời lậu đi, cứu khổ cứu hàng làm sao người ta mà mua lậu trời lậu đi, cứu khổ cứu hàng làm sao mua lậu. Hôm nay con đến con thăm bà Hai đó. Nãy bà Hai nói với con bà Hai không có tiền hả? Nãy bà Hai nói với con bà Hai bữa nay không có tiền hả bà Hai? Bà Hai có tiền không? Không. Không. Để con xin tiền ông bà cô chú con gửi bà Hai để dành bà Hai uống cà phê nghe. Xin cô ta chi? Đừng có xin ta. Con không có tiền cho bà Hai. Xin ta xuống dưới xíu nào. Bà Hai niệm Phật hồi hướng công đức cho cô chú. 9 phương trời 10 phương Phật. Bà Hai sợ thiếu nợ ha. Nhà mình mua gạo ăn hả cô? Mua gạo. Dạ. Yeah. Mua gạo ăn thôi. Rồi con hỏi cô nè, mà như bây giờ đó cô không có đi mua bán nữa, ở nhà chăm bà không à? Rồi cái tiền sinh hoạt mình hàng ngày sao cô ơi? Đâu có mua đồ có thiếu tới tháng nó lãnh lương được 500 của má. À là 500 của bà Hai đó. Cái mình lên trả. Là cô với bà là xoay trong 500.000 đó. Dạ. Con xin lỗi cô ha. Có đủ lắm không cô? Không, đâu có đủ đâu. Rồi những lúc là ấy là mình mua thiếu. Mua thiếu dầu đó, với cái dầu, không phải mấy ngày nay dầu. Cô gồng sao cô nói con nghe đi. Dầu không có tiền trả. Dạ, yeah. Không có tiền trả. Nếu mình mua thiếu hoài thấy nó kỳ. Cô nói lớn một con chút ha. Nếu mình mua thiếu hoài thấy nó kỳ á, thấy nó ngại. Sợ rằng là ta không bán nữa. Dạ, thiếu hoài không bán. Cái tháng nằm trong đủ đâu. Dạ. Yeah. Dạ. Thiếu gạo. Rồi gạo đây mình cũng mua cô hả? Gạo mua từ ký ăn. Mua từ ký ăn luôn. Chứ nhiều khi ở sớm người ta tội nghiệp người ta cho. Dạ. Người ta cho đừng chục ký cả ăn hết rồi mua ký ăn. Với mua nước mắm rồi nhiều khi mình mua thiếu. Dạ. Với mình mua hoài thấy nó ngại. Sợ anh không bán. Rồi bà được mấy người con cô? Má có 7 người mà chết hết 3-4 người rồi. À. Chết 4 rồi còn 3 còn anh sỏi xa. Rồi mấy cô chú khác có tiếp cô không? Có phụ cô không? Lâu mới gửi về cho. Lâu gửi về cho ha. Bó cái điện xin mới cho. Bây giờ còn mình cô ở đây là cô xây trong cái gia đình đó. Với con nhà cửa đồ ở trên rồi. Nhà cửa hơn trời mưa dột nát chứ. À, đúng rồi, nhà cô lũng lỗ quá trời kìa. Trời mưa dột nát ngủ đầu cũng được. À rồi bà ngủ đâu cô? Rồi nó có dột chỗ bà không cô ơi? Có dột. Có dột chạy chạy. À. Chạy nát chạy. Rồi tối cô ngủ với bà hả? Dạ, ngủ riêng, ngủ trong đó cũng dột, nó mua cái xu kìa. Sao cô ơi, cô không ngủ với bà? Có, má có kêu nghe. Má kêu nghe. Kêu thì nghe ha. Má kêu nghe. Có má có gì má kêu. Thôi con nói cô nghe nè, bà ngủ có chút xíu vậy bà, cô nằm đại trong vách gần bà đi. Dạ bà báo nhiều khi mắt quậy á, ngủ được, ngủ à. Được. Nó kêu hoài, nó kêu sáng đi mà. À. Mà nhiều khi gầu á, gầu điện bó không xin ông anh đó, nó không cho. Xin ông anh không cho. Cũng như lúc đó mình thiếu hụt không có tiền đó. À, đúng. Vậy. Rồi giờ con xin lỗi nghe phía trước như vậy đó, rồi cô tính sao? Cũng chịu. Cũng gắng chịu chứ sao giờ. Nó mới bốc đỉnh điện nữa. Không có buồn. Buồn trong bụng mắt. Anh cô nói vậy đó. Nói bụng nó kệ nữa mà Hoàng nói cũng đi. Đây cũng đi thì mạnh. Nó mới bốc đỉnh điện nữa. tính mà nhờ nó điện thoại mà điện dùm á, rồi tính nhờ ta điện lên nó thôi lỡ rồi xin lỗi đi, mới bút cái điện nữa. Mấy ngày nay không gãy bóp bụng buồn. Tại vì ngày trước thì cũng lâu rồi, thì lúc mà bà còn khỏe cô chú anh chị thì bà làm bánh cho cô bán đúng không? Dạ. Rồi sau này bà còn đi tới lui được á, lúc mà con xuống lần đó thì cũng con ăn được á. Lúc đó hình như cô bán vé số thì phải đó. Bán vé số. Nhưng hết nổi rồi, rồi giờ đi bán vé số. Là thời điểm đó là bà không có tự nấu cơm được nhưng bà vẫn còn khỏe còn để ở nhà mình được đúng cô ha. Đó, giờ má nằm rồi. Bây giờ bà nằm chỗ thì cô phải chăm bà suốt vậy đó. 2 tháng mấy nay rồi, má nằm 2 tháng mấy rồi đó. À. Rồi đâu có đi bán buôn gì được đâu. Dạ. Thì có mua thiếu 1 triệu với mượn ở số mua thiếu. Dạ. Rồi tới tháng á được không tháng trước thì 360 mà bây giờ mới lên được 500. Dạ. Rồi với trả rồi đâu có đủ đâu. Dạ. Rồi khổ quá à, xin mẹ vậy. Bị nó với xin cái múa niệm á, cái múa niệm năm tay nè, cũng như mát bên đó rồi nó thấm vô nó khai á, rồi nó hơi mơ mốt lẫn điện nữa, rồi cài buồn trong bụng mà tính nó mượn cả điện nhắn lên nó thôi xin lỗi đi, mơ mốt có điện ở đâu, chết cũng chết. Cũng khổ lắm cô chú anh chị, thì nói chung cuộc sống mà riêng tư rồi nhà ai nấy sống. Dạ. Tiếp được nhiêu thì tiếp thôi cô ơi. Dạ. Cho nhiều cho mừng ở đó nói chú đó, đâu có ai cho nhiều đâu. Dạ. Cho nhiều mình mừng, cảm ơn. Rồi ở đây gạo người ta có cho cô không? Có. Cũng có ha. Cho hàng chục ký, 20 người cho 10 ký, người cho 5 ký gần tháng 7 á. À hồi tháng 7. Tháng 7 người ta cho. Rồi để dành mình ăn. Nhiều ký hết á, mua từng ký mình ăn á. Rồi dưới hết nước mắm đồ này kia, rồi dưới mua gạo đồ, rồi mình mua thiếu. Hôm nay mua thiếu hoài. Dạ. Con hỏi cô ha, cô có mong ước điều gì không cô? Không giống ông mà sửa lại mái nhà vậy đó. Mái nhà cho nó lành lẽ mà cho mẹ con ở vậy thôi. Dạ. Sửa lại mái nhà, anh dột nát trên với trời mưa, dột tùm lum hết trơn rồi. Cái này là lợp ton thôi. Dạ. Cây nó còn. Cây còn. Yêu cầu cũng như là lọp cho nó lành lẽ lại được rồi. Như lạnh lẽ vậy thôi à, ở sống qua ngày vậy thôi. Cô ơi, ở phía trước của nhà mình á, cô làm cái quầy vé số cô bán được không? Bây giờ người ta ra người ta bán nhóc hết trơn à. Nhưng có hình ảnh có của bà về cô ra cô bán, con nghĩ người ta thương đó. À. Có thể người ta giúp mình. Dạ. Giờ 20 tờ cũng được 20.000. Giờ lãnh 50 thôi. Dạ. Yeah. 50 vé bán được rồi, để dài đi dài đây nè, người ta còn chút ủng hộ rồi, người ta. Dạ. Yeah. Mình đi tới vòng vậy thôi, cái tại vì con nói cô lúc mà bà uống cà phê vô bà ngủ nè. Dạ. Cô đi vòng gần đây thôi. Đây được. Cái đình đây đồ này đó, cầu rồi đó. Thì gán để chứ giờ con mình đi làm với nhiều khi người ta mướn mình sẽ bánh đồ ngày cũng được vài chục. Nhưng bây giờ cô làm mướn không được đâu, bà vậy cô sao đi làm được. Cũng như mình dính thời gian á, mình sẽ ăn chút. Dạ. Với lại á, con nói cô thì bà lớn tuổi rồi. Với hình như là lúc này là bà lúc nhớ lúc quên nữa. Bà có kêu hoài thôi, thương mẹ thì gán chiều cô ha. Ngủ ngay cũng đâu được gì đâu. Yeah. Má kêu sáng đêm đó. Yeah. Cũng bóp bụng chịu. Yeah. Chứ hồi đó chỉ còn thì ai cũng ấy. Yeah. Con nãy con lại con thăm thì bà nói bà muốn về quê, là nói chung là cũng như cuộc sống này nó thiếu thốn nó khổ, sau đó con cũng không có gành trong cái câu chuyện của bà. Nhưng mà khi mà gặp cô á, gặp lại cô con hỏi á, thì hồi nãy con vô đây có bà ở đây cô chú anh chị, còn cô thứ mấy cô ơi? Út. Cô Út á, là đi mua cà phê cho bà uống cô chú anh chị, mà khi đó thì không có cô ở nhà, thì con vô con trò chuyện với bà xong thì cô mới về. Thì qua câu chuyện là như vậy đó, bà hiện giờ là sống với cô Út mà không có một cái nguồn nào ngoài cái nguồn bảo trợ xã hội của nhà nước là tháng 500.000. Gạo thì phải mua, nhà thì nó dột. Bà thì giờ nằm chỗ không còn đi đứng được nữa. Qua đó thì hôm nay con quay lại thăm bà cũng như thăm cô đó. Dạ. Con xin quà cũng như tiền của ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm con gửi cô nha. Dạ, cảm ơn nhiều dữ lắm đó chú. Nhớ thương mẹ nhiều. Dạ. Hơn nghe cô. Dạ. Dạ. Đầu tiên con xin phép con gửi cô 10 kg gạo của cô Oanh ở nước Úc á. Dạ. Gửi tặng gia đình mình dùng để thảo cô Oanh ha. Dạ, cảm ơn nhiều. 25 kg gạo của bé Phụng bé Tâm ở nước Mỹ tặng gia đình cô dùng để thảo với bé Phụng bé Tâm nha. Dạ, cô. Cảm ơn nhiều. Ngoài ra thì con có mua nhu yếu phẩm đó cô chú anh chị. Cái lưng của đây nó đau. Cái lưng con nó đau. Trời ơi, sáng vậy. Con xin nhu yếu phẩm của cô chú Florida, cô ngồi cô dùm con nhé. Một thùng mì ba miền. Cái nào bà dùng không được á, thì cô dùng để có sức khỏe mà lo cho bà dùm con nha. Dạ. Cô cầm hai mic này dùm con, cô nói chuyện không bà cô chú nghe. Dạ. Cái nào con gửi á thì bà dùng không được thì cô dùng, dạ, để cô có sức khỏe cô lo cho bà nha. Dạ. Một thùng mì ba miền. Đây là nhăn mũi nha cô. Dạ. Không. Một chai nước rửa chén cô ha. Cảm ơn. Cà phê của bà uống nè, con mua cho bà đó. Dạ, cảm ơn nhiều. Xà bông cho cô giặt đồ cho bà ha. Dạ. Cho cô luôn. Một chai nước tương, con để đại đây, dạ, nha cô, để cho nơi ướt của bà. Để đại đi. Rồi cô dẹp cho con. Cái này lạp xưởng nha cô. Dạ. 1 kg lạp xưởng. À, cảm ơn nhiều. Bà ăn cá mồi rồi được không cô? Ít ha. Ít. Con gửi con lóc cá mồi nữa đó. Dạ, cảm ơn nhiều. Chai dầu ăn, 1 kg đường, cái này xà bông với rồi nước xả đồ cho bà. Dạ. Dạ. Chai nước mắm cô ha. Cảm ơn nhiều chú. 1 bịch bột ngọt. Con mua 10 kg gạo của cô Quanh ở nước Úc là 180.000. Con mua 25 kg gạo của bé Phụng bé Tâm ở nước Mỹ là 435.000. Còn tiền mua nhu yếu phẩm là có cá mồi, 1 lóc cá mồi, 1 kg lạp xưởng, đường, bột ngọt, nước tương, nước mắm, dầu ăn, xà bông, nước rửa chén, cà phê cho bà nhân mũi. Tổng cộng của cô chú Florida gửi tặng gia đình mình á là 740.000. Qua đó thì con cũng xin tiền của ông bà cô chú anh chị đó, con gửi lại cô để mà cô lo cho bà cô ha. Dạ, cảm ơn nhiều. Tại vì cô qua cô chia sẻ thì cô giờ không còn cái nguồn nào hết, mà mượn người anh thì anh nói là thôi mốt đừng có điện thoại lại nữa. Dạ. Đầu tiên con xin phép con gửi món quà của gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Cảm ơn nhiều. Chú Hai Sủ cô Hai Ánh ở Suối Tiên thành phố Thủ Đức gửi tặng cô 500.000. Cảm ơn nhiều. Chị Tuyết Võ ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Cảm ơn. Chú Minh La ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Cảm ơn. Chị Bích Ngọc ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Cảm ơn nhiều. Ông Năm 92 tuổi tặng bà cụ 99 tuổi 500.000. Cảm ơn nhiều. Ông Năm ơi, con cảm ơn ông Năm nhiều. Cảm ơn nhiều. Nhóm thiện nguyện Nam Úc gửi tặng cô 500.000. Cô cảm ơn nhiều. Và cô Giỏi ở Long An gửi tặng cô 500.000. 1, 2, 3. Hôm nay con xin tiền của ông bà cô chú anh chị là 4 triệu. Cô giữ đó để mà lo cho bà cô ha. Dạ. Tôi xin chân thành cảm ơn anh khách nhà hảo tâm đồ, cảm ơn nhiều dữ lắm á. Dạ. Ít có ai cho được gì lắm, nào giờ có 500 cũng mừng á. Dạ. Dạ. Cô giữ đó để lo cho bà ha. Dạ. Rồi cảm ơn cậu với cảm ơn mấy chú. Bà ngủ rồi con không có chia tay với bà được. Khi bà thức cô nhắn lại với bà, con xin phép bà con về cô ha. Chân thành cảm ơn nhiều. Không cảm ơn đi. Nằm đó nhắm mắt thôi chứ không có ngủ gì, nãy giờ bà nghe con nói trơn rồi. Bà nghe con nói làm sao? Con nói bà con về đó. Bà ở lại Mạnh Giỏi nghe. Không có về quê nghe. Mai mốt con xuống thăm bà nữa bà Hai ơi. Dạ. Cảm ơn cậu cho tiền. Cho tiền nào á. Cô đưa cho bà, cầm cho bà vui cô. Đây nè, cầm đi. Đó rồi nó mua phê bỏ túi này có tiền rồi đó. Sáng mua bánh mì ăn này. Cái này như này. 1 triệu đó. 1 triệu. Dạ mua cà phê uống. Okay. Cảm ơn đi. Cảm ơn nhiều. Nhà đâu vậy? Nhà đâu vậy? Trong cái túi nè. ha. Rồi cảm ơn đi. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả. Hả? Cảm ơn cả. Đi chừng nào rồi? Về bữa đó con quay lại. Quay lại mua cà phê bà hay uống nữa. Rồi. Nha. Rồi chừng nào hết cà phê nha. Cà phê nãy ngon không bà Hai ơi? Rồi. Ngon ha. Ừ. Dạ. Con cũng xin thay mặt bà. Cảm ơn nhiều. Dạ. Có cà phê uống mang ơn nhiều. Dạ. Cái này đâu mất rồi. Bỏ hả? Cái gì bỏ? Uống hồi nãy bỏ hả? Con cô chơi đưa bà uống đi, cô đưa bà uống đi. Con xin thay mặt bà Hai cũng như cô Út, con xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến bà Hai cũng như cô Út. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc à. Con nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành ông bà cô chú luôn bình an, mạnh giỏi và hạnh phúc. Dạ thưa ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến ông bà cô chú anh chị. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Bà Hai tính nói gì hả? Em mang ơn của ai vậy? Lo là tùy tí. Lo tùy tí vậy mang ơn quá. Dạ. Thôi con xin phép bà Hai con về. Thôi. Bà Hai mình giỏi nghe. Thôi.